Huấn luyện viên và các vận động viên thân mến, múa lân sư đồng là một môn nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa và môn nghệ thuật Trung Hoa và người Việt Nam. Trong giai đoạn sơ khai, hoạt động này tập trung nhất ở một món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân vào các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, dân văn hóa vùng. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận rất quan tâm đến việc nhân dân vừa đóng góp vào việc phát triển du lịch tại quận năm nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung. Xuất phát đến nay đã duy trì và phát triển được 23 đoàn có khả năng tham gia biểu diễn phục vụ đảm bảo giá trị các di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Được sự đồng ý của lãnh đạo quận, Lương Sư Đồng tính Anh Đường tham gia tranh tài và bảo vệ thành công chức vô địch. Sau đó tại giải vô địch thế giới, cúp vô địch toàn đoàn thế giới, cúp vô địch toàn đoàn châu Á và cúp vô địch toàn Nam Liên Hữu và tính Anh Đường tiếp tục tham dự giải Lương Sư Đồng quốc tế tại Malaysia. Đây là giải Lân Sư Đồng nhất trên 36 đội, đạt cúp và 1.500 đô la tiền thưởng. Đây là thành tích và nỗ lực trên được sự thống nhất của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 5 xác lập kỷ lục Việt Nam đồng diễn 108 lân quận 5 vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 12. Đồng ý nghệ nhân ưu tú Lương Chính Sương thành lập ban chuyên môn, ban biên soạn và thống nhất lại một số kỹ thuật biểu diễn, kỹ thuật động tác đều và đẹp kết hợp với các tay chống lân thực hiện bài đồng diễn. Ban chuyên môn Lương Sư Đồng cùng với ban giám đốc trung tâm thể dục thể thao quận 5 bàn bạc xây dựng các giải uy tín của quốc tế và gìn giữ lạc nhã chữ 108 chữ tài độc nhằm chúc phúc cho đồng bào có một năm. Trong ngày vui đó.